Trời ơi. Đây nha mọi người ơi. Ta nói á, từ xưa tới giờ em ăn hạt đác rất là nhiều rồi, nhưng mà lần đầu tiên em được thấy trái đác nha. Đây mọi người thấy cái chùm nó mê không? Cái chùm này là người ta cắt ra rồi nha mấy anh chị. Cái chùm nguyên thủy của nó là dài vậy nè. Đây cái này là em gửi người ta ở tận Tây Bắc người ta bán nha mấy nha cả nhà. Nghe nói á, là trái này phải nướng lên ăn mới được nha. Còn nếu không nó sẽ ngứa lắm nha cả nhà. Nên bây giờ em sẽ nướng cái trái này nha. Lửa cũng đã cháy rồi, bây giờ mình bỏ cái hạt này vô nha. Nướng nãy giờ thì cũng đã chín rồi nha mấy chị. Giờ em lấy ra. Wow. Vậy là ăn được rồi nha cả nhà. Vậy là nó sẽ không bị ngứa nha. Còn nếu mình để xanh á sẽ ngứa lắm. Đây bây giờ mình sẽ thử tách trái ra nha. Cắt ra. Bây giờ mình sẽ lấy cục gạch nè, mình đè lên cho nó mới ra nha mấy anh chị. Đó, nó chạy ra thấy không? Wow, thành quả nha mấy anh chị. Đây mà cả nhà nha. Nóng quá. Cái hương á thì nó rất là ngọt, nhưng mà cái vị thì nó không ngọt các mấy anh chị. Khi mình ăn vô mình nghe cái hương á thì mình sẽ bị đánh lừa ảo giác nha. Cảm giác như nó rất là ngọt luôn á, nhưng mà nó không có ngọt. Đây em thử một miếng nữa. Ăn cái này vào á thì cảm giác giống như là ăn dừa nước của miền Tây mình nha mấy chị. Ăn cũng rất là ngon nha. Nhưng mà để mà ăn cái này á em thấy nó cực lắm mấy anh chị. Thay vì mình mua cái này mình về mình tự làm á thì em khuyên mấy anh chị mình mua người ta làm sẵn đi cho nó đỡ cực nha. Chứ làm cái này mà hết như đây là rất là cực luôn á.